Chào các bạn, hôm nay kênh Phụ Nữ Và Gia Đình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món gà cuộn phô mai xúc xích nha các bạn. Thì để làm được món này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là 2 lát phô mai. Phô mai này thì mình mua phô mai ở trong siêu thị hoặc là ở ngoài những cái tiệm lớn, họ đều có bán hết. Phô mai thì nó có hai loại, loại trắng với loại vàng. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ sử dụng loại vàng nha. Với lại thịt ít gà thì khoảng tầm 200g thịt ít gà nha các bạn. Bột chiên xù và bột chiên giòn với lại một quả trứng với một ít rau cải bó xôi và một cái xúc xích và hành tím. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện nha. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế cái phần ức gà này nha các bạn. Thì ức gà các bạn mua thì sau khi mà mình mua xong về mình sẽ rửa sạch với lại nước muối. Rồi mình sẽ bắt đầu xắt nhỏ cái miếng thịt này ra. Và mình có thể là dùng cái dụng cụ để mà mình băm nhuyễn hoặc là mình dầm cái, mình băm cái phần thịt này ra để cho cái thịt nó được tơi ra, nó to miếng ra các bạn. Hoặc là nếu nhà không có dụng cụ thì mình có thể dùng cái sóng dao hoặc là cái chày để mình băm ra. Thịt gà thì sau khi mà mình giã nhuyễn thì nó sẽ ra được cái miếng thịt như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt này qua một cái dĩa. Tiếp theo là mình sẽ luộc sơ cái phần cải bó xôi này nha các bạn. Mình sẽ cho cải bó xôi vào nồi mình luộc cho nó chín sơ qua thôi. Sau khi mà luộc trên bếp khoảng 1 phút thì mình sẽ cho cải bó xôi này ra ngoài. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái lớp màng bọc thực phẩm ở bên ngoài để mình cuộn cái gà cuộn của mình nha. Mình sẽ trải cái lớp thịt gà đều ở bên ngoài nha các bạn. Các bạn trải đều cái phần thịt ra bên ngoài cái màng bọc thực phẩm. Kế tiếp là mình sẽ cho một lớp cải rau bó xôi nha các bạn. Mình cũng trải cái miếng cải ra luôn. Tiếp theo là một lớp phô mai nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho xúc xích vào. Một ít hành tím ha. Bây giờ thì mình sẽ cuốn lại nha. Các bạn lưu ý là mình cuốn cho chặt tay để cái phần gà của mình nó được chắc nha. Sau đó thì mình sẽ xoay hai cái đầu lại cho nó chặt. Bên đây cũng vậy luôn nha. Bây giờ thì mình đã cuộn lại nó tròn và dài như thế này nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ để trên ngăn đá tủ lạnh khoảng tầm 1 tiếng nha. Để cho nó định hình cái cuộn gà phô mai của mình. Sau đó thì mình mới chiên được. Đây là gà mà mình đã cuộn và mình cho vào tủ lạnh trong vòng 1 tiếng rồi nè các bạn. Nó sẽ có cái độ cứng cứng bên ngoài nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái lớp màng bọc thực phẩm này ra để mình lăn gà qua cái bột chiên giòn với bột chiên xù để mình chiên trên bếp nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột chiên giòn vô trong cái dĩa này trước. Sau đó thì mình sẽ trải đều cho cái phần bột này nó áo hết cái phần thịt gà bên ngoài. Thank you.
Sau khi mà năn qua cái bột chiên giòn thì gà của mình nó sẽ áo cái lớp bột bên ngoài như thế này nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ lăn qua với lại trứng, rồi một lớp bột chiên xù nữa rồi mình cho lên chảo để mình chiên nha. Mình lăn qua trứng á, để mình lăn qua cái bột chiên xù nó được dính nhiều hơn nha, nó bám cái bột chiên xù vào nhiều hơn. Các bạn nhớ là mình làm nhẹ tay thôi để không cái gà của mình nó cũng dễ bị bung, tại do mình mới để tủ lạnh khoảng tầm 1 tiếng thì nó cũng chưa có cứng cái gà để nó tạo cái hình á. Rồi bây giờ mình sẽ lăn nó qua bột chiên xù. Tiếp theo là mình sẽ chiên cái gà cuộn phô mai của mình trên chảo nha. Mình sẽ cho chảo lên bếp và chờ cho chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vào trong chảo này. Các bạn lưu ý là mình cho dầu nhiều chút xíu để mình chiên cho nó mau vàng. Bây giờ thì dầu ở trong chảo nó cũng đã nóng rồi các bạn. Mình sẽ cho gà vào nha. Mình sẽ chiên cho nó vàng một mặt, sau đó thì mình sẽ trở qua mặt còn lại. Bây giờ thì gà của mình nó cũng vàng một mặt rồi, mình sẽ trở qua mặt còn lại nhé. Sau đó mình tiếp tục chiên cho nó vàng đều các mặt, sau đó thì mình sẽ cho nó ra ngoài dĩa nha. Các bạn lưu ý là do là xúc xích thì ở bên trong nó cũng đã chín sẵn rồi, chỉ có cái lớp gà bên ngoài là nó còn hơi sống thôi. Thì các bạn chiên mình nên nhỏ lửa để nó không có bị cháy xém nha các bạn. Khi gà của mình đã vàng đều tất cả các mặt rồi thì mình sẽ lấy ra và cho qua giấy thấm dầu nha. Mình đã làm xong món gà cuộn phô mai rồi nè các bạn. Mình đã cắt cái gà cuộn phô mai ra thành những cái khoanh nhỏ như thế này rồi. Và món này thì mình sẽ ăn kèm với rau xà lách và một ít tương ớt. Bây giờ mình sẽ xịt cái phần tương ớt lên trên nha. Món này là một món ăn vặt mà rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nếu mà mình có thời gian thì mình nên làm món này để chiêu đãi cho bạn bè, hoặc là có thể làm cho các bé nhà bạn ăn thì cũng rất là thích. Tại vì món thịt gà này thì hầu như là gà chiên, gà nướng hay gì đó là bé đều thích nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ và Gia Đình nhé.